Emry xin mến chúc cả gia đình chúng ta có một ngày mới thật là vui tươi. Hiện tại thì Emry đang có mặt trên đường Đề Thám giao nhau với Phạm Ngũ Lão. Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Bưu Viện là một trong những cái khu vực mà gọi là khách du lịch, đặc biệt là khách Tây rất là nhiều. Cho nên là ở đây người ta có những con phố gọi là phố đi bộ và hướng ngoài đây rất là đông. Và trước khi Emry sẽ mời gia đình chúng ta cùng tham quan với Emry cái đoạn mà du lịch mà đông đúc gọi là khách nước ngoài đông ở đây, thì xin mời gia đình chúng ta cập nhật về cái tình hình an toàn giao thông trong ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì ngày 8 tháng 8 năm 2024 thì theo thông tin của các báo đưa tin, báo Tuổi Trẻ có nè, rồi những báo khác nữa, thì trên cầu Phú Mỹ, cái hướng mà từ quận 7 qua Thủ Đức, vừa gần tới xuống gần tới chân cầu, ở trên cây cầu Phú Mỹ, thì có một cái tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra vào cái thời điểm đó 13 giờ hơn chừng 14 giờ, đã khiến cho hai xe bốc cháy và nhiều xe khác bị hư hại. Rất may là không có thiệt hại về người. Xin mời gia đình chúng ta xem cái đoạn tư liệu dưới đây. Một người dân tại hiện trường cho biết, vào gần 15 giờ ngày 8 tháng 8, các ô tô đang lưu thông qua cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi vừa xuống hết dốc cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức thì xảy ra tai nạn liên hoàn giữa gần chục ô tô các loại với nhau. Vụ việc khiến ít nhất 2 ô tô bị bốc cháy và phát ra nhiều tiếng nổ. Một người dân cho biết, có xe bị lật, 4 đến 5 xe tông nhau và xoay nhiều hướng, móp mép. Tôi thấy một số người gặp nạn được đưa đi cấp cứu rồi. Hiện công an đã có mặt tại hiện trường và ô tô vẫn đang bốc cháy. Thông tin vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Vừa rồi thì đại gia đình chúng ta đã xem được cái đoạn tư liệu dưới mà bên trên và thấy một cái tai nạn gọi là hải hùng. Nhiều khi mình thấy là mình đang tham gia ngoài đường á, thì cái tai nạn nó bất chợt, có thể là do người khác mà về sự cố hoặc là bất cẩn, thì mình thấy là sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Cho nên là mong rằng qua cái clip này thì đại gia đình chúng ta, anh chị chúng ta khi mà tham gia lưu thông thì chúng ta cẩn thận hơn, trước hết là để bảo vệ cho bản thân mình, thứ hai là tránh gây thiệt hại cho người khác, để là làm an toàn giao thông. Nếu mà đại gia đình chúng ta có thương mến Emry thì xin hãy nhấn một nút like và một nút đăng ký kênh để cho Emry có nhiều động lực hơn. Bây giờ xin mời đại gia đình chúng ta trở lại với khu vực trên đường Đề Thám này. Đề Thám thì ở bên đây, ở đây thì có chữ Ali Bambu Bambo, Ali Bu, tiếng Anh thì ghi tiếng được tiếng Hông, mong gia đình chúng ta là thông cảm. Ở đây thì sáng thì ghi không thấy khách, chưa thấy khách, nhưng mà đây thì người ta có combo nè, 99k nè, đây là có ăn sáng ha, đó, only 69k nè, đó thì đủ hết luôn. Nếu mà có nước uống nữa thì 99k, còn nếu mà chỉ ăn không thì 69k, đó thì đây cả nhà mình thấy. Phía trước thì ngay công viên cũng có một vài khách người ta đi bộ thông dong, đó thì những cái hình ảnh đây, ngay chỗ công viên 23 tháng 9, đó thì dài qua đây, đây có Highland Coffee. Highland Coffee thì là một trong những cái thương hiệu gọi là cà phê rất là nổi tiếng, uống rất là ngon và giá cũng tương đối là mềm. Mềm ở đây là không phải là giá bình dân, mà mềm là so với như là Trung Nguyên Coffee, Starbucks hay những loại khác đó, thì nó sẽ mềm hơn. Đó là so với những cái loại cao cấp. Đó thì đây khách sạn A25 đây. Rồi một cái khách người ta gọi là cũng đang gọi là đi du lịch đến đây nữa, thấy là nhiều khách. Và đây thì Emry sẽ mời gia đình chúng ta thấy là có một cái khách nước ngoài cũng đang đeo cái tai phone để mà đi dạo, đi tham quan ấy. Đi tham quan vòng vòng cái khu vực trung tâm quận nhất của chúng ta. Và ở đây thì thấy anh khách này đi có một mình. Thường thì khách du lịch thấy là đi đông người, đi hai người hoặc là đi nguyên một nhóm, để đây có một người, đây có một khách nữa nằm ngồi ở trong. Có một cái nét mặt của anh có lẽ là
cũng hơi gọi là căng, hơi buồn, tại vì ngồi một mình nữa, cho nên mình thấy đây một cái hình ảnh rất là đời luôn. Cả nhà mình thấy đây, đây bên đây hình ảnh rất là đời, một cái ông khách Tây đó, cầm ổ bánh mì vừa đi vừa ăn. Thường thì khách nước ngoài nó rất là tế nhị, ta đi là đi, mà ăn thì ta sẽ tìm chỗ ta đứng ăn hoặc là ngồi ăn. Đây vừa đi vừa cầm ổ bánh mì ăn đây, hình ảnh rất là đời mà vô tình khi quay được đây thì cũng là điều rất là tuyệt vời đó, mình thấy đó. Đây thì cái cuộc sống ha, đúng là người ta bắt nhịp được với cái cuộc sống Sài Gòn, cho nên là những cái hình ảnh mà khách nước ngoài nhưng mà rất là đời. Đây những cái con hẻm đây thì chuyên về kinh doanh về đồ ăn, tại vì ở đây khách Tây rất là nhiều rồi văn phòng công ty nhiều mọi cái nữa, cho nên là cả nhà mình thấy đó, thì nó sẽ tạo ra một cái lượng nhân viên lớn. Kể cả ở đây thì mình chuyên về gọi là Tây Ba Lô, thì khách mà Tây Ba Lô thì người ta cũng có gọi là có một cái điều đó là làm Tây Ba Lô thì gọi là ăn gọi là ta ít vào nhà hàng đồ ăn lắm, nhiều khi nó cũng ăn bụi giống như mình vậy đó, tiết kiệm chi phí đó. Thì nhiều khi người ta đi du lịch dài hạn, người ta có thể là qua đây người ta tìm hiểu về văn hóa, về đất nước, nhiều cái nữa. Người ta nhiều khi là người ta đi 3 tháng, 6 tháng luôn, và người ta trải nghiệm như thế. Sau đó thì người ta về đất nước người ta sống. Và những cái người này mà sau khi mà về đất nước người ta thì họ cũng được tôn trọng lắm, tại vì họ là những người có đã từng trải nghiệm, họ là những người có kiến thức, cho nên là ở trong cái xã hội của người ta thì người ta được gọi là ngưỡng mộ, được cái sự ngưỡng mộ của người khác. Có những người khác thì trong cuộc sống người ta không làm được như vậy đó, thì mình đi để đi qua đường, tại vì bên kia thì hơi bị trá nắng, chỉ sợ là cái nắng nó trá thì cái màn ảnh gia đình chúng ta xem sẽ không được rõ nét, nên là đi sẽ qua đường. Đây thì có những cái xe buýt điện của Sài Gòn chúng ta đây đó, thì khi mà khách du lịch có nhu cầu thì người ta sẽ lên xe một người hay một nhóm người cũng được, người ta tính theo cái chuyến, thì đây cũng vài chục ngàn tới 100-200 ngàn, tùy theo là người ta sẽ đi cái đoạn ngắn hay đoạn dài, cho hai bên phải thỏa thuận đó. Thì đây thì có nhiều những cái công ty du lịch nhỏ nhỏ, các anh em thấy là lên đó nhiều lắm đó. Thì chủ yếu là người ta đặt xe rồi đặt phòng rồi đặt những cái tour trong ngày, tour ngắn hạn đâu cho khách đó, thì rất là nhiều đó. Thì đi đây thì em thấy một dãy đây thì đóng cửa nhiều rồi, bên Phạm Ngũ Lão thì đỡ. Qua bên đề thám này thì có một cái gì đó ha, đây các bạn cho thuê lâu quá là xé luôn, cho thuê không được. Đây có khách sạn nữa này. Đó rồi công ty du lịch nữa nè, nhiều cái nữa. Thì mình thấy đó, vẫn có những cái công ty gọi là còn trụ được và cũng còn làm ăn được. Có một số công ty thì khách đông luôn, có những cái công ty mà người ta chịu không nổi nữa, không đủ vốn nên ta bỏ chạy luôn đó. Thì mình thấy khách Tây người ta cũng đi dọc dọc ra đây đó, vòng vòng đây đó, bên kia nữa khách đi Tây Ba Lô đây, cả nhà mình thấy đó. Thì những cái khách này đó, thì khi mà nhắc tới khách Tây thì có một cái đặc sản mà gia đình chúng ta thấy đó là đi bộ. Họ đi bộ rất là nhiều. Người Việt chúng ta thì một bước hai bước gì gọi là vài chục mét thôi cũng xách cái xe đi, ngồi lên xe chở đi rồi. Còn đối với người nước ngoài thì cái thú vui của người ta là đi bộ, người ta sẽ đi gọi là thích đi, gọi là vừa rèn luyện sức khỏe mà vừa gọi là trải nghiệm luôn. Vậy đó, người ta đây chắc người ta đang vào một cái quán ăn rồi, một cái quán ăn ở đây đó. Thì để đi sẽ đi dài lên trên nữa. Đây thì không phải một quán ăn mà một cái cửa hàng tiện lợi gia đình mình. Đây rất là hay ha, cửa hàng tiện lợi. Đây thì cũng có nhiều khách nước ngoài ra đi, có khách Hàn Quốc rồi nó cũng vào. Cửa hàng tiện lợi thì rất là được, tại vì người ta bán đúng giá niêm yết và cái môi trường nó trưng bày nó đẹp, rồi cái sản phẩm của người ta thì nó chất lượng và nó đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi có ngày tháng nguồn gốc đồ rõ ràng. Kể cả người Việt mình mà khi mà đi rời khỏi Sài Gòn thói quen đi trên các tỉnh khác như Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, thì khi người ta có nhu cầu ăn uống đồ lặt vặt đó thì người ta cũng vào đây để người ta mua vào những cái cửa hàng tiện lợi, tại vì nó an toàn hơn là người ta bán đồ ăn vặt ở ngoài. Và dần dần thì mình thấy là cái thói quen của con người ta sinh hoạt ăn uống kinh doanh thì mọi cái nó cũng thay đổi dần, và bắt buộc con người chúng ta là gì, phải thích nghi. Nếu mình vẫn giữ một cái cũ mà nó không phù hợp nữa thì mà mình cứ giữ mãi thì chắc chắn là
đến một cái thời điểm nào đó thì mình sẽ không còn trụ được trên thị trường nữa. Nếu mà những cái điểm mà mình giữ được mà nó gọi là mang nét độc đáo, mang một cái quét nét mà gọi là thu hút người khác thì đó là điều tuyệt vời, chúng ta nên giữ. Còn những cái mà chúng ta đang giữ mà nó gọi là dần dần đó, nó theo thời gian nó không còn phù hợp nữa thì chúng ta cũng nên đổi đi để cho nó phù hợp hơn. Nó đi dài dài lên đây luôn. Bên kia thì có những cái lớp ha, lớp bên đêm đây. Bên đêm thì ta lên nhạc lên đèn. Bây giờ thì buổi sáng sớm thì người ta chưa có mở cửa. Đó thì để em đi sẽ đi dài lên trên đây luôn. Đặc biệt là khu vực ở đây mình thấy là người ta làm gì là cũng có giá hết. Khi người nước ngoài ra vào ta rất là rõ ràng giá bao nhiêu là phải bao nhiêu là phải đúng giá đó. Nếu mà lấy mà không đúng giá người ta cự. Cho nên đây là cũng một cái nét đặc sắc mình thấy được ở khu vực đây. Đi dài lên nữa, xích lên trên này. Đoạn này thì đây thì cũng có một cái khách bay, khách bay đi. Đây cả nhà thấy đây. Nhưng mà có một cái điều là ít quá. Thật ra mà nói thì sáng ra đi đây mà khách bay thì nhìn quá ít. Đi để gia đình chúng ta cảm nhận được cái cuộc sống cũng như là một cái trung tâm du lịch, một cái địa điểm mà thu hút khách du lịch thì ban đêm như thế nào, ban ngày như thế nào. Có nhiều anh chị nói là trời ơi là khi em có hiểu lầm gì không, chỗ phố Tây Bùi Viện đây người ta là sống về đêm, đang chơi ban đêm ta mở nhà cặp sinh, mà em đi ban ngày, em đi buổi sáng thì có chớt vớ không, không có đúng thời điểm. Nhưng mà ở đây thì gia đình chúng ta cũng biết rồi đó, vừa ban đêm ban ngày vậy thì khách cũng rất là đông, cho nên là người ta tụ họp đây rồi người ta ở khách sạn cũng ra đây đi. Ban đêm thì người ta vô những cái bar ở phố đi bộ này người ta chơi, rồi ban ngày thì người ta cũng dạo quanh đây rồi ăn uống sinh hoạt mọi cái nữa. Cho nên là đã có những cái clip ban đêm rồi thì em đi cũng gọi là có những cái clip ban ngày luôn để gia đình chúng ta thấy nè. Đây là những cách này ra đi ha. Đó thì ta cũng mang những cái ba lô mình thấy rất là nặng thôi ra đi trong ngày này. Đó thì cũng có những cái clip ban đêm, và sau đó thì cũng có những clip mà gọi là ban ngày để gia đình chúng ta hiểu hơn về cuộc sống kinh doanh mua bán cũng như là khách du lịch đến khu vực ngay trung tâm của phố đi bộ cũng như là cái khu vực mà công viên 23 tháng 9 thì như thế nào. Đó thì để cảm nhận rõ hơn về cái tình hình này thì bây giờ thì em đi sẽ đi xích qua đây nữa, vào cái phố đi bộ Bùi Viện luôn. Mình đi đây thì mình sẽ cảm nhận được cái cuộc sống ở đây thì ban đêm và ban ngày như thế nào. Ban đêm thì có nhiều người đến không? Ban đêm thì cũng có nhưng mà không nhiều. Và ban ngày thì sao? Ban ngày thì nhìn những cái tình hình ở đây, người ta vẫn ở đây thì mình thấy cái xe công an phường, xe công an phường người ta đang bắt một số người, một người ta mời một số người đã lên trên cái xe chuyên dụng của cảnh sát rồi. Đây thấy khách du lịch người ta quay lại đó, chuyên dụng của cảnh sát thì thấy ở đây thì năm người ngồi trên xe, mà có thấy là các anh công an nè, rồi các anh an ninh trật tự nè, rồi các anh gọi là làm bên thanh niên xung phong, thanh niên xung phong nữa đó, thì người ta không biết là chở đi đâu, áp giải đi đâu, thì cái này không gần ngang đường không thấy đó. Thì cũng sáng thì ở đây thì người ta vẫn mở ở phố Bùi Viện đấy, sáng thì người ta vẫn mở mở ra, mở mặt bằng kinh doanh, người ta vẫn mở đấy, người ta vẫn đón khách. Nhưng mà mình thấy đây có anh chị chở anh Tây chở anh Tây sao đó, thấy đó. Đó thì cũng có những cái khách Tây người ta đi bộ đấy. Thì sáng đây thì mặt bằng kinh doanh người ta vẫn mở, người ta đón khách, nhưng mà cái lượng khách thì có lẽ là so với ban đêm thì không có nhiều bằng. Đây đi dài lên đây luôn, mình thấy những cái mặt bằng này á này nội tiền điện thôi, tối mà cái dàn mà âm thanh ánh sáng đó, ở cái tiền điện thôi là xỉu rồi, rồi cái tiền mặt bằng nữa, tiền mặt bằng rất là cao nữa. Ở đây là ngay cái quỹ công an phường, cho nên là hồi nãy là có lẽ là chở những cái nhân vật đó thì người ta di lý đó, có thể là trong cái tình trạng mà di lý người ta đi nơi khác đó, thì ngay chỗ công an phường này có lẽ là người ta đưa về phường, người ta làm việc xong rồi người ta chuyển đi nơi khác. Đây mình thấy có những cái quán bar rất là lớn ha. Đi ban đêm thì chúng ta
không có hình dung hết những cái toàn cảnh đâu. Ban đêm thì đèn chớp nhoáng chỉ hình dung được ở phía dưới thôi. Còn đi ban ngày cả nhà mình thấy rất là nhiều đó. Thì có những cái quán mà ban ngày thì người ta vẫn mở ra kinh doanh. Có những cái quán thì ban ngày người ta không mở cửa kinh doanh. Ví dụ như quán bên đây là người ta không mở cửa kinh doanh đây. Đó thì cũng có những cái quán mà ta tận dụng luôn cả mặt ngày, mặt bằng cả thể ban ngày, ban đêm. Thì đây mình thấy rất là hay, như cái ghế này mọi người để đây. Đó thì những cái trang trí hoa, mình thấy trang trí hoa ở đây thì người ta dùng cái chai bia nó trang trí luôn nè, rất là hay ha. Thay vì người ta dùng cái bình bông để người ta trang trí thì đây người ta dùng cái chai bia, cái chai bia để trang trí luôn. Nhìn cũng có những cái nét mà độc đáo, nét là sáng tạo. Đó thì đi xích lên trên nữa. Đặc biệt là bây giờ bắt đầu người ta mở cửa này. Mở cửa rồi người ta để bảng giá này. Ha. Đó, để bảng giá sẵn hết luôn. Đó thì thấy rất là hay. Đó thì trong đây đèn ta muốn mở, quạt vẫn mở. Đó, thì xích vô trong nữa. Xích vô trong nữa thì bây giờ thì em Ri sẽ đi ở đây thấy gì đông quá. Thấy gì đông quá. Định rẽ đi rồi nhưng mà không biết là cái này đông quá trời luôn. Đây là cái gì? Đây là nhiều người xếp hàng đây. Đây thấy đông quá đi. Cơm chay. Cái này là đồ chay. Cái này là mình phát từ thiện hay gì? Làm gì làm từ thiện đi. Cái này là mình đang cho bà con ăn món gì hay gì? Mì tiềm. Mà mì tiềm. Đây là món mì tiềm. Mì tiềm chay đây cả nhà mình. Nhìn hấp dẫn nha. Đây là cả nhà này. Cái này là một ngày gì mình phát bao nhiêu phần hay gì? 700-800 mà mỗi ngày hay sao? Tháng 7 thì cho mấy ngày? Một ngày thì dì nói là cho 700-800 phần. Và ngày thường thì lâu lâu cho 1 lần. Còn tháng 7 này á, tháng 7 này thì dì cho thường xuyên hơn. Đó có rất là nhiều người đây. Đó thì để đi sẽ đi đi qua đường. Đây mình thấy các chị đang gọi là lượm ve chai á. Thấy là cuộc sống mưu sinh ngay quận nhất thì cũng có người này người kia, chứ không phải là ai người ta cũng khá đâu. Cũng có những người gọi là cuộc sống đã khó khăn nên người ta phải đi xin ăn đó, thì rồi đi lượm ve chai còn đủ thứ nghề. Và đó là thực sự trạng trong xã hội, đã gọi là xã hội rồi thì cũng phải có người này người kia, chứ không thể nào mà xã hội hoàn toàn tốt không, hoàn toàn xấu hơn không. Đó thì có người ta gọi là cái sự hoàn mỹ. Cái sự hoàn mỹ thì cả nhà mình thấy thấy cái sự hoàn mỹ thì người ta luôn luôn đi tìm thôi. Còn thực tế thì rõ ràng là chỉ cần là mỗi ngày tốt hơn, hôm nay tốt hơn hôm qua, tháng này tốt hơn tháng trước, là điều đó là một cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm cho bản thân, làm cho gia đình. Còn nếu mà nói để tìm sự hoàn mỹ, một cái sự hoàn toàn tốt, không tì vết, thì có lẽ đó là chỉ một cái trong cái ảo vọng của chúng ta, trong mong muốn của chúng ta. Đây là những cái con hẻm trong quận nhất đây, cả nhà mình thấy. Đó, thì ngay trung tâm, chỗ Bùi Viện nè, thông vô Phạm Bù Lão. Đây để xây xung quanh ha, cho gia đình chúng ta thấy những cái con hẻm nhỏ bà con. Thì ở đây mình thấy là cái lượng xe gắn máy nhiều. Việt Nam chúng ta thì cái phương tiện mà phổ biến nhất của bà con vẫn là xe gắn máy. Đó, cho nên là vừa rồi có một cái quyết định đó, là đến năm 2005 thì kiểm tra khí thải xe gắn máy. Cũng có bàn rất là nhiều nhưng mà không biết là như thế nào. Có lẽ là phải đợi một thời gian sau nữa thì mình mới biết được chính xác là cái kết quả nó sẽ ra sao. Đây đi dài lên trên luôn. Đây cả nhà mình thấy đây. Bà con sống hai bên thì đây mình thấy có room for rent, tức là phòng cho thuê đó. Ở đây thì tại vì khách du lịch rất nhiều, khách Tây nhiều, rồi khách ta cũng nhiều nữa đó, cho nên là mình thấy là có nhiều chỗ ha. Đây thì có thể là nhà của người ta mở ra cái dịch vụ phòng cho thuê, cũng có thể là người ta thuê lại một cái nhà để người ta gọi là mở cái dịch vụ phòng cho thuê. Đây thì mình thấy trong hẻm này, sáng đây dì bán món gì, dì bán bánh canh gì? Bánh canh nuôi hủ tiếu bánh canh nuôi hủ tiếu luôn, rất là nhiều món đây. Đây trong hẻm đó thì luồn luồn từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong luôn, để gia đình mình hiểu được cái cuộc sống bà con đây. Đó thì
có những cái nét mà mình không phải là những cái thước phim cắt ghép, mà những cái cuộc sống thường ngày nhất mà mình nhìn thấy được của bà con. Nó thì trong những cái hẻm nhỏ đây có một cái căn nhà của dì cũng gọi là bé bé xinh xinh, bề ngang thì khoảng mét mấy, chưa được 2 mét đâu, bề dài khoảng 3 mét. Đó, thì cũng một trệt một lầu. Đó. Mình thấy ngay cái trung tâm quận nhất này. Thật sự mà nói có nhiều người chê sao mà nhà nhỏ quá, nhà có mấy mét vuông, nhưng mà nói thật trong lòng luôn đó, có được cái căn nhà ở, có được cái chỗ mà đi ra đi vào đó là hạnh phúc rồi. Còn những cái nhiều người á, người ta phải cả đời ta ở thuê ở trọ, người ta không mua được nổi một căn nhà, dù là một căn nhà rất là nhỏ. Có những người đã sống á, rồi là người ta phải gọi là lang thang, gọi là ngủ bờ ngủ bụi, thì mình thấy nhiều hoàn cảnh. Rõ ràng là cuộc sống mà có thể là nhìn lên thì mình sẽ thua rất là nhiều người, nhưng mà nhìn xuống thì đâu đó cũng có nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình rất là nhiều. Cho nên là quan trọng nhất là làm sao chúng ta sống mỗi ngày tốt hơn, hôm nay tốt hơn qua, là điều đó là một cái điều tuyệt vời mà chúng ta nên cố gắng, nên phấn đấu và đặt mục tiêu cho mình. Ở đây thì Ri gọi là vô tình trong một cái phút ngộ hứng khi nói về cuộc đời. Mong gia đình chúng ta thông cảm, chứ Ri cũng không có một cái ý là triết lý hay cái gì đó. Đó, dài đây thì có những cái xe nước này, gia đình chúng ta thấy dễ thương không? Xe nước nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi là đây là một cái xe nước mà nuôi sống được cả gia đình luôn. Thấy đó, gọi là bán cả ngày, lấy hai. Thì đây thì ví dụ như ta có nhà sẵn, rồi một ngày đó, kiếm vài chục, trăm, 200 ngàn gì đó. Thì đủ gọi là... đây gì bán bấm đủ để gọi là trang trải cuộc sống hàng ngày. Đây mình thấy đúng là món ăn mẹ nấu nè, gà kho nè, rồi khổ qua hầm. đây cả nhà mình thấy là vô mình đi ngang thấy bà con giận tiếu tiếu vậy đó, thì người ta cũng rất là dễ thương, rất là hòa đồng. Đây thì đi những cái con hẻm này là thật sự là trước giờ kia chưa dừng đi, chưa bao giờ. Tại mình đi có nhu cầu gì ra quận nhất này mình đi đường chính thôi, chứ mình chưa bao giờ mà đi luồn vô con hẻm như thế này. Cho nên là gia đình chúng ta thấy là Ri cũng cố gắng đi và Ri cũng không biết là đi đâu về đâu luôn nè. Đó thì nhắm hướng là đi thôi, chứ thật sự thì những cái con hẻm này Ri chưa từng đặt bước chân vô trong đây, cũng chưa từng đi qua. Cho nên là gia đình chúng ta thông cảm là Ri cũng cố gắng đi thôi. Đây là cái địa chỉ ở đường Phạm Ngũ Lão, tức là đường này, cái hẻm này là từ Phạm Ngũ Lão vào, thì mình chỉ biết hướng là từ Bưu Viện đó, phố đi bộ Bưu Viện mình đi qua Phạm Ngũ Lão, nhắm hướng mà đi thôi, chứ thật sự thì chưa biết. Mai quá, thấy cái công viên 23 tháng 9 trước rồi, tức là đường Phạm Ngũ Lão ở đây thôi, cái hướng này ra Đề Thám đó thì thông hết á, vòng đây thì đi hẻm thông á, ở trong đây thì có massage nè, có spa, có đủ kiểu hết đó, thì coi như là người ta kinh doanh từ ở ngoài mặt tiền, rồi trong hẻm cũng kinh doanh luôn, nên luôn là tận dụng tất cả được nhiêu thì hay bao nhiêu đó, thì cũng một cái điều rất là tuyệt vời nhá. Để đi thẳng ra bên khu vực gọi là chỗ này gọi là công viên 23 tháng 9 này. Và đây có một cái tour, một cái len tour của em gái đó. Nhìn nhỏ nhỏ gì nhưng mà chắc là ngoại ngữ là số 1 luôn, nói rất là giỏi. Tại vì ở đây đa số là bán cho những cái len tour, những cái đặt vé booking được, thì cho khách nước ngoài rất là nhiều. Cho nên là các em mà khi ngồi ở đây thì cái điều kiện mà tiên quyết đầu tiên nhất là ngoại ngữ phải giỏi, phải giỏi thì mới làm ở đây được. Đó thì đây cả nhà mình thấy ha, booking office. đây cả nhà thấy đây. MT Travel. Thì clip MT đến đây thì cũng xin tạm dừng. MT cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.